Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về cây phượng vĩ. Cây phượng, danh pháp khoa học Delonix regia, hay còn gọi là phượng vĩ, là một loài cây thân gỗ lớn, có nguồn gốc từ Madagascar. Cây phượng được trồng phổ biến ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, đặc điểm của cây phượng. Thân cây, cây phượng có thân gỗ lớn, vỏ màu xám trắng, cao trung bình từ 10 đến 20 mét. Tán cây, tán cây phượng rộng, che bóng mát tốt. Lá, lá phượng là lá kép lông chim. Màu xanh lục. Hoa, hoa phượng thường nở vào mùa hè, có màu đỏ rực rỡ, mọc thành chùm lớn. Quả, quả phượng là quả đậu dẹt, dài, màu nâu đen, bên trong chứa nhiều hạt. Ý nghĩa của cây phượng. Cây phượng là biểu tượng của mùa hè, của tuổi học trò. Hoa phượng tượng trưng cho sự nhiệt huyết, rực rỡ và sức sống mãnh liệt. Cây phượng còn mang ý nghĩa về tình bạn, tình thầy trò và những kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Công dụng của cây phượng Cây phượng được trồng để làm bóng mát, cây cảnh. Hoa phượng được dùng để trang trí, làm quà tặng. Vỏ cây phượng có thể dùng để làm thuốc chữa bệnh. Một số thông tin thú vị về cây phượng. Cây phượng được trồng đầu tiên ở Việt Nam vào khoảng thế kỷ 19. Cây phượng được chọn là cây hoa của thành phố Hải Phòng. Có một loài chim có tên là chim phượng hoàng thường đậu trên cây phượng, do đó cây phượng còn được gọi là cây phượng hoàng. Kết luận, cây phượng là một loài cây đẹp có nhiều ý nghĩa và công dụng cây phượng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người việt nam